Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách á, là cuộc sống toàn màu, màu gì thì không biết nha các bạn ơi. Nếu mà mình chơi một mình rất là buồn á, bây giờ thì mình sẽ gọi ra bé Dương nha bạn. Chào anh nha. Rồi, hello em nha. Ủa, trời, ngày hôm nay anh định làm một cái thử thách nè, nhưng mà chơi một mình rất là buồn luôn á, cho nên là bây giờ anh rủ em chơi chung với anh nè. Rồi, bây giờ em thích màu gì? Anh lại hỏi câu này, anh biết em tên gì không? Tên gì? Biết vậy trời, tôi tên Dương. À, tên Dương. Ừ, tên Dương thì sao? Ai biết trời, qua hướng Dương. Tên Dương rồi thích màu xanh Dương. Da này khờ ghê á, đi. Chúng ta một ngày toàn màu xanh Dương thôi. Rồi mình với bé Dương sẽ chơi một ngày toàn màu xanh Dương nha các bạn ơi. Let's go. Sẽ có 6 thử thách màu xanh Dương cho bọn mình nha các bạn ơi. Đó, cho mình với bé Dương này. Nhưng mà hiện tại á thì 6 cái thử thách này nó đang bị ẩn nha các bạn. Bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ quay số để mở những cái thử thách này ra nha. Dương thấy số 6. Dạ. Phải quay số hả? Đúng rồi. Phải quay số để mới thực hiện thử thách được. Rồi em quay đây. À, Dương quay chưa đúng không? Đúng. Đó, em biết số mấy? Vô nè. Không lẽ số 6 thì. Số 1. Số 1 là gì đây? Anh nắm bóp đi. Đố em số 1 là gì? Là gì trời? Sao chưa biết được? Tôi ấy này anh làm mà trời. À, vậy là số 1 không biết. Đón đi trời. Rồi bây giờ không biết nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ mở nha. Vô. Gì đây? Chính là đào đá nha. Ồ, đào đá này không được hả anh? Không, phải đào đá màu xanh dương mới được. Nói đá xanh dương là cục kim cương á anh, thấy đâu ra vậy trời? Ủa, cái cục ngọc lục bảo chi trời? Ủa? Cái cục đó đâu cầm ở đâu cái cục đó à? Không, có cái cục ngọc gì màu xanh dương nữa. À đúng rồi, có, hình như dương có nè. Quên tên rồi. Trời dương xíu rồi, dương lấy xanh coi. Trời chiếu chiếu. Cái này ngọc bích. À đúng rồi, cục ngọc bích, nhưng mà cái này không tính, lấy trong ba lô ra là không tính nha. Bây giờ á anh với em phải đi đào, nhưng mà trước khi đi á là anh với em phải thay đồ màu xanh dương trước. Ồ, xanh lá không được hả? Em đang mặc đồ xanh lá nè. Gì vậy? Đang mình làm thử thách màu xanh dương mà xanh lá gì trời? Ồ no, vậy thì có ai thay đồ chút không? Em thay chút nè. Vô. 1 phút 30 giây để chiến thắng số nợ này. Rồi, ok, vậy là mình với bé Dương đã thay đồ màu xanh xong rồi nha các bạn. Đó, đúng là xanh lắm nè. Có em. Ủa, sao cái tóc của em sao nó không giống màu xanh vậy? Ủa chưa xanh hả? Dạ, yeah, em chơi ăn gian đúng không? Không hề, tóc anh tím lè kìa. Rồi thôi cậy, em là gái nhường cho em đó. Rồi bây giờ anh với em đi đào đá đi. Let's go. Rồi vậy là mình với bé Dương sẽ chọn địa điểm á là đi đào đá ở bên Cam Binh nha các bạn ơi. Đó, bây giờ mình với bé Dương sẽ thực hiện thử thách là đào khoáng sản màu xanh nha. Vô. Vô đi thôi. Let's go. Đó, cái đây. Đây có một đá nè. Đào nó em ơi. Có khi là em đào được cục cả kim cương xanh luôn anh. Tên ơi, cục kia nó kìa. Anh á, mình đào cục này xong rồi mình qua cục kia. Tôi đào được cả kim cương xanh luôn cho bạn ngọc bích nha. Cứ trời. Rồi ơi. Trời em, ơi. Em mà. Ngọc bích. Trời, cái gì mà sướng sống lâu luôn vậy. Chịu rồi. Xem đây. Trời ơi, cục đá. Nói gì vậy? Tiếp tục. Hôm nay thử thách chỉ cần một người đào được hay phải cả hai đều đào được vậy? Thử thách là một người thôi em, anh với em làm chung với nhau mà. Cố lên. Thì anh tin là em đã đào được không? Anh tin em không? Tin. Ok đi thôi. Nhưng mà em đào sau anh. Anh trước em. Cái gì trời? Tôi ký cái búa này vô đầu anh quá. Chắc đào nửa ngày chắc có anh. Ok. Cục này nó có phát xương. Cục này nó sẽ có xương nè. Tôi cần cục ngọc bích cơ. Ây, lên. Trời ơi, xương sóc không à. Không á, em với anh ăn cặm xương đỡ qua ngày đi anh. Gì vậy? Ở trên kia có một nhỏ nữa em ơi. Em bày lên. Nhỏ anh lên đi. Hi. Ôi giời, cái đó xỉn nhờ. Đó, tới lúc mà em lên chắc anh đập xong luôn rồi đó. Không, em vẫn được một nhát. Ơi, con rắn. Trời ơi, cái cục này nó núp ở trong đây. Nhủ à, hai cho mình. Chắc ra đồ ngon rồi. Ui trời, hồng ngọc, có chịu rồi. Mình nó có mượn canh ngọc bích mà, trời ơi trời. Hù hù. Ác. Chịu rồi, đào từ sáng đến tối luôn các bạn ơi, chui ra. Thử thách đào một ngày một đêm chui ra cục ngọc bích luôn á. Thử thách thì khó quá các bạn ơi. Lần này phải đúng ra rồi, mới được. Anh khóc nãy giờ đó. Ra đi, chữ có vẫn không ra các bạn à. Tôi thôi, tôi thích luôn rồi, tôi muốn về nhà tôi ngủ. Trời ơi, đá. Các bạn ơi. Tôi nhớ nhà lắm rồi. Đúng rồi, các bạn hãy bấm phim like để phù hộ mình các bạn. Thôi nhấn like nhiều vô. Rồi, ra nè. Thôi chịu rồi. Đây. Anh chúc mình. Đây, ủa đằng kia có cục. Ủa đằng kia cục lấp lánh luôn. Nhanh nào. Ở đằng kia chắc có đó. Ây da, không có rồi. Rồi, cố lên, lấp lánh chắc có rồi. Cố lên, nhanh. Trời ơi, xuống sỏ. Hi. Lên luôn. Không lên rồi. Ui, lấp lánh. Ngon, cục này ngon nè. Thôi mà không ra em đánh anh liền luôn á, ngồi mà ngon. Lên. Trời ơi, lấp lánh là sẽ có đồ ngon. Xíu đó cũng hồng ngọc. Hi. Trời ơi, đá hoài trời. Đá này báo gì vậy? Rồi, ngon nè. Trời ơi, chịu ơi, là lấp lánh dữ chưa trời. Đèn, lên đâu. Đã nữa. Hôm nay anh tính ghép nhạc cấp tới trời giật hay gì trời.
gì vậy? Tôi quá mệt mỏi. Tôi quá mệt mỏi. Ngủ cái gì vậy? Anh mệt mỏi thì tôi nào mình vậy đó hả? Tôi ký đâu anh vậy? Trời vô em ơi. Thôi lần này là phải cố gắng nha. Đúng rồi, gặp đâu. Đi ra đây. Vô. Trời ơi, lại không ra nữa rồi. Úi giời. Từ. Vô rồi nè. Đây. Yeah. Ôi giời, trời ơi, may ghê, nãy giờ mới ra luôn á. Bảy ngày bảy đêm đào đá cho dù ba má kêu là đừng đào nữa con ơi, nhưng nhất quyết không chịu. Mình nghĩ chắc clip này cũng là clip cuối cùng luôn các bạn ơi. Gì đâu mà thử thách, gì đâu mà khó quá các bạn ơi. Ui đào gần một tiếng mất ngon rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Ủa mình đào hồi 12 giờ đêm, đào tới phút 47 các bạn. Dữ rồi, 47 phút mới ra được. Gớm nước mắt luôn các bạn ơi. Rồi, vậy là mình với Bí Dương đã hoàn thành xong thử thách đi đào đá rồi nha các bạn ơi. Bây giờ đến thử thách thứ hai nha. 44 gần một tiếng đồng hồ mới xong một cái thử thách, còn 5 cái thử thách nữa. Chịu rồi. Rồi ok, bây giờ mình với Bí Dương tiếp tục thử thách thứ hai các bạn ơi. Rồi quay đi em. Ủa sao anh không quay nãy Dương quay xui cả na lắm á, 47 phút đó. Ủa không lẽ xui hoài trời. Giờ chắc là hồi nãy xui thôi, giờ hên á. Hy vọng là okay, sẽ ra. Vô nè. Rồi vô. Hy vọng lần này sẽ. Em thì vô. Đúng. Số 3. Rồi. Hy vọng lần này thử thách nó sẽ dễ hơn nha các bạn ơi. Phải dễ hơn chứ. Rồi, mở. Mở đi anh Dương Tinh. Ủa cái gì trời? Cầu cá. Thôi chịu rồi các bạn ơi. Cô cá hồi xanh đâu rồi trời? Nghỉ chơi luôn. Cái gì đâu, một xíu nữa mình sẽ quay các bạn ơi. Không cho mấy Dương quay nữa. Cái gì đâu mà thử thách chắc là mấy tiếng hồ nữa quá. Khổ quá mà. Ủa gì vậy? Nãy giờ tôi tính là em cho anh quay luôn á. Chứ đổ thường tôi ký đâu anh vậy? Chịu rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn địa điểm là câu ở nhà nha các bạn ơi. Đó, nhà mình hên lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ câu nha. Chà. Đúng đúng đúng. Bóng ba thì hình như là không có cá màu xanh các bạn ơi. Đó, mình sẽ bỏ nha. Tại vì mình nhớ con cá màu xanh nó sẽ xuất hiện vào 41 các bạn. Vậy. Ồ, xanh hả? Vậy. Cái tế màu xanh này đúng không? Sao hên vậy? Mua he 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 he. Trời ơi. Ê, anh cũng có một cái bóng 1 đấy nè. Biết đâu là hai con cá màu xanh luôn thì sao? Đâu, anh coi, Dương coi nào. Hi, trời. Ây da. Không có màu xanh lắm nha. Chịu ơi. Con này vẫn khỉa xanh như màu xanh hả? Wow. Vậy là mình tưởng cái thử thách này nó khó các bạn ơi. Ai ngờ thử thách này nó không khó nha. Nó khá là dễ nha các bạn ơi. Đó, Bí Dương câu lên được nè. Yeah. Hên quá hà. Yeah. Làm như nhà mình giỏi đâu với anh. Câu được con cá vàng. Xấu hết. Gì vậy? Thôi chịu ơi. Rồi bây giờ mình với Bí Dương tiếp tục nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình với Bí Dương tiếp tục làm thử thách tiếp theo nha các bạn ơi. Let's go. Rồi quay đi em ơi. Hồi nãy em quay ra con cá hên quá à. Anh tưởng xui với ai ngờ nó hên. Trời, đây là Dương chu che. Nó phải vậy. Để Dương quay cho anh coi nè. Số mấy đây? Ơi số 5 các bạn ơi. Rồi đi ngủ thôi. Đi ngủ luôn, nghỉ chơi. Ok bye bye. Ngủ thôi. Gì trời? Chương ngủ ngay. Rồi số 5 nha các bạn ơi. Rồi để coi số 5 là cái gì nha. Hi. Đồ chơi. Rồi vậy là bây giờ mình với Bí Dương sẽ đi mua một cái đồ chơi màu xanh nha các bạn ơi. Let's go. Trời châu, ủa mua đâu vậy chạy? Rồi, hồi nãy Bé Dương cũng hỏi mình á là mua cái gì vậy trời. Thì dĩ nhiên là đồ chơi rồi. Nhưng mà đồ chơi màu xanh được bán ở đâu thì dĩ nhiên là mình sẽ biết nha các bạn ơi. Tại vì biết luôn. Nào, theo anh. Theo anh, đây. Đồ chơi màu xanh mua ở đây đây em ơi. Đâu rồi, đây chính là cái anh guitar. Ờ, anh đầu đỏ này hả, chạy dữ hả? Đúng rồi, bây giờ anh sẽ mua nha. Đó, anh sẽ đại diện anh mua. Đây, chính là đồ chơi nó sẽ có hai cái. Một là cái đập bóng cổ vũ. Ủa, bóng đập cổ vũ. Và cái chuông, em thích cái nào? Dương với anh mỗi người mua một cái đi. Rồi mỗi người mua một cái nha. Rồi em mua cái chuông đi, anh mua cái này. Rồi đã mua xong rồi nè. Đây em ơi, cái anh đánh đàn này anh rệt quá. Rồi vậy là mình với Bé Dương đã thành công thử thách là mua đồ chơi nha các bạn. Đó, một món đồ chơi màu xanh nha. Ồ, quá xịn. Rồi bây giờ mình với Bé Dương sẽ tiếp tục thử thách luôn nha các bạn ơi. Lần này hy vọng sẽ là một thử thách dễ nha. Nhưng mà lần này thì đến mình quay nha các bạn ơi. Vô số mấy đây? Số 6. Số 6. Maximum luôn. Rồi bây giờ em là người mở đi em. Ok ok. Anh tin Dương không? Rồi tin. Ờ cái này cái gì vậy chạy? Vô đây. Chạy tiệc trò chơi. Thôi chịu rồi. Cái thử thách khó rồi các bạn ơi. Bây giờ mình với Dương phải đi chơi tiệc trò chơi, kiếm cái map màu xanh mới được các bạn. Hu hu. Ý là anh quay đâu em đánh anh được chưa? Em là người mở đó. Sao là cái khó vậy? Anh quay thì hên rồi nhưng mà em mở xui. Cái gì vậy trời, tôi kiếm rồi anh tin không? Thôi chịu rồi. Bây giờ mình với Dương sẽ đi kiếm map tiệc trò chơi màu xanh nha các bạn ơi. Anh không có đi được, anh làm đau à. Giờ em là người mở mà. Anh là người quay á. Nhưng mà anh quay hên, em mở xui. Lão nhỏ là cái súng ký đồ anh vậy? Ủa nhầm. One eternity later. Rồi rồi, vậy là bọn mình đã kiếm được màu xanh rồi các bạn ơi. Đó, thì bên dưới cái màu trắng này dĩ nhiên là sẽ là màu xanh rồi nha các bạn. Đó, màu xanh. Hiện tại thì thấy màu trắng nha, nhưng mà màu trắng này một xíu nó sẽ thành màu xanh các bạn ơi.
Đó. Nhung nhung, nó xanh lè xanh lè luôn. Đó, nè, xanh ra nè. Đó, thấy chưa? Ngoài xanh ra nó còn rung nữa các bạn. Cái gì trời? Rồi vậy. Đó, vậy là được, được tính là màu xanh nha. Chứ nãy giờ là mình với bé Dương kiếm cả tiếng đồng hồ rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Toàn là nhiệm vụ khó công à. Dương ơi. Oh no. Biết nói gì đây. Không sao, anh làm được. Anh làm được. Ai báo vậy? Rồi. Chiến thắng. Wow. Yeah, quá anh hờ. Rồi, vậy mình với bé Dương đã qua được cái map màu xanh rồi nha các bạn ơi. Yeah. Anh ơi, anh ơi. Rồi, để coi tiếp tục là cái map gì nha. Nếu mà cái map màu xanh nữa thì chơi nữa còn. Thôi đi về. Thôi về nhà nha các bạn ơi. Rồi, vậy là mình với bé Dương đã hoàn thành thử thách tại trò chơi rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì tiếp tục thôi, let's go. Quay nào. Mình quay nữa nha các bạn ơi. Hi, số 6. Thôi, không chơi nữa đâu. Trời, không chơi đâu. Số 2 các bạn ơi, số 2. Mời em, mời em. Mời luôn, nhau. Ui, bắt côn trùng. Màu xanh. Chịu ơi. Oh no. Rồi, bây giờ mình với bé Dương sẽ đi bắt côn trùng màu xanh nha các bạn ơi, let's go. Let's go. Rồi, mình với bé Dương bây giờ sẽ bắt đầu thử thách đi tìm côn trùng màu xanh nha các bạn ơi, let's go. Let's go. Đi thôi em. Nhưng ơi. Nhưng mà mướm. Đâu? Anh chưa có. Gì vậy? Thì tôi nói vậy thôi. Màu xanh đi, côn trùng màu xanh. Đây, xanh lá cây. Thôi chịu rồi, bắt luôn, đỡ ghiền các bạn ơi. Mày hả mày? Trời ơi, thục rồi. Gì vậy? Ý là anh thấy quèo chứ em thấy quèo à? Đó là chơi sức thôi. Hãy không sao sốt nha. Rồi bé Dương nói phát hiện một con ếch màu xanh các bạn ơi. Được không hả? Ghê vậy. Yeah. Wow. Ếch cây xanh trắng xịn vậy trời. Rồi vô xong thử thách rồi đó, đi về thôi. Rồi vậy là mình với bé Dương đã hoàn thành xong thử thách bắt côn trùng rồi nha các bạn ơi. Rồi bây giờ đến thử thách cuối cùng. Vô em ơi. Vô luôn để chứ mà. Vô cái gì? Đồ vô. Ăn. Rồi, bây giờ mình với Dương sẽ thử thách là mua đồ ăn nha các bạn ơi. Nhưng mà nhưng mà mua đồ ăn thì ai cũng làm thử thách mua đồ ăn hết rồi. Bây giờ anh với em làm thử thách là làm ra đồ ăn màu xanh đi. Dữ hả? Ok. Đúng. Đi luôn. Let's go, đi thôi. Rồi, hiện tại ở sau lưng mình với bé Dương đó các bạn. Đó quá chừng đồ ăn luôn. Bây giờ mình với bé Dương sẽ bắt đầu đi tìm nha. Thử coi món nào là món đồ ăn xanh dương nha. Let's go. Let's go. Wow, nhiều bao nhiêu hả? Đồ ăn xanh dương, đồ ăn xanh dương. Đây em. Đâu? Đây hả? Đây có không? Không có. Không có gì sao chạy qua đây trời. Đây, anh nghĩ là nó nằm đây nè. Đó. Xin lên nè. Đúng rồi, có hai cái nha. Ui, đi kem. Rồi, em đi kem đi, anh sẽ làm kẹo cho em ăn. Ủa? Gì kìa vậy? Màu hồng, màu vàng, màu tím và màu xanh đâu trời. Đây nè, nó có để cái kẹo màu xanh nè mà sao bấm vô không có. Thì nó lừa gạt anh ơi. Ôi no. Mà chịu rồi. Thôi giờ mình sẽ quyết định mình qua đây mình ăn kem nha các bạn. Không biết nước. Đó, đây, một món đồ ăn màu xanh nha. Rồi, mời các bạn ăn nha, ăn ngon miệng nha các bạn ơi. Rồi, ăn thôi, nhâm. Ăn thôi. Wow, ngon quá đi. Rồi, vậy là mình với bé Dương đã hoàn thành xong thử thách đồ ăn rồi nha các bạn ơi. Vậy là 6 thử thách của bọn mình, mò về màu xanh dương cũng đã xong luôn rồi. Yeah, khá là dễ nha các bạn ơi. Mà tính là cũng không dễ lắm nha. Đó, để mình coi đồng hồ coi. Trời, gần 2 giờ sáng rồi. Quay hồi 11 giờ mấy các bạn ơi. Vậy là mình với bé Dương quay gần 2 tiếng đồng hồ các bạn. Rồi quay nửa đêm. Có cái clip có 8 phút mà quay 12 tiếng mấy đồng hồ. Rớt nước mắt luôn. Mọi người nhớ like video này nha mọi người. Làm cực lắm luôn á. Máy yêu mọi người nha. Đúng để rồi. Để làm thêm nhiều cái. Đúng rồi. Sau này mới đầu anh làm thêm cả mảy sắc cầu dòng mười đuổi thuốc kiểu luôn á. Nè cả nhà cứ chờ nha. Vậy trời ơi, nội đi đào đá vô đây tiệt trò chơi đi kiếm cái map màu xanh không là mình muốn khóc các bạn ơi, rớt nước mắt luôn á. Anh muốn khóc gì, anh khóc suốt rồi vậy nữa. Đào không ra anh khóc suốt cả buổi luôn á. Rồi giờ bye bye mọi người đi trước ở hai nhờ. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người vào clip sau. Bye bye. Yêu cả nhà nhiều lắm. Nhưng mà anh vẫn còn cay quá à. Đập đá vô tiệt trò chơi khó quá.